dính chấm ốc siêu to khổng lồ cả nhà. Con này ghi rất khỏe cả nhà. Cá cắn, không biết cá gì đấy. Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay chủ nhật rảnh rỗi lại đi câu cá cả nhà. Mời nhà đi câu cá cùng mình Không nha. biết cá gì đấy. Phi rồi cả nhà. Phi bé. Dính chấm ốc rồi cả nhà ơi. Chấm ốc. Đó. Siêu to khổng lồ. Tay mình cầm máy mà tay mình cầm cần, đúng ra quay nó khó cả nhà. Ý, chấm ốc siêu khủng. Con này tầm 2 cân rưỡi, ba hơn 3 cân. 2 cân rưỡi 3 cân cả nhà. Cần hơi yếu. Này có cái vợt thì ngon cả nhà. Thấy không nổ chưa? Quậy rất khỏe cả nhà. Ngóc đầu lên rồi. Nhưng mà vẫn còn khỏe cả nhà. Ý. Con này ăn thoải mái mà. Rất to, rất khỏe cả nhà. Quỷ rất khỏe. Phờ rồi, mệt rồi. Lại tiếp tục thôi cả nhà ơi. Thấy động động rồi cả nhà. Mày ở bữa ấy. Gì đây? Con gì đây? Một em nữa. Tiếp tục cà phê cả nhà. Rất săn cà phê. Phương cây khó vãi.